khai trương shop blog fruit thuyền trưởng song soi với vô vàn ưu đãi 10k với 75 lookbook, cơ hội sở hữu app max level chỉ với 15k, danh mục V4 full gear siêu hot thêm nữa là mục tự chọn đa dạng nick VIP pro. Bên cạnh đó thì còn có app game liên quân và app free fire, link dưới phần mô tả nhá. Hạm đội mũ rơm mở rộng, ai sẽ là đội trưởng tiếp theo? Luffy sắp bị hội đồng bởi đại hạm đội hải quân đang ồ ạt tấn công lên đảo, rất cần quân tiếp viện hỗ trợ bằng mũ rơm lúc này. Hết Kizazu rồi đến Saturn, và lúc đó 9 phó đô đốc thì cùng hàng chục nghìn lính biển đang bao vây. Trừ khi tàu Sunny biết mọc cánh mới có thể thoát được thế bánh mì kẹp thịt, cái này thì quá khó rồi. Trong số các ứng cử viên, hạm đội mũ rơm luôn được chờ đợi sẽ xuất hiện để giúp bố trẻ Luffy, coi như là báo đáp công ơn cứu mạng ở Zerosa vài tháng trước nhé. Ở Wano họ đã không đến thì cũng không có lý do gì lại không xuất hiện tại đảo trứng cả. Nếu điều đó xảy ra và liên minh hải tặc giành phần thắng, theo anh em thì những ai sẽ gia nhập team Luffy ở trong tương lai để có thể chuẩn bị cho đại chiến với chính phủ thế giới? Và hãy cùng mình đưa ra dự đoán top 7 ngôi sao sáng giá có thể trở thành đội trưởng cho hạm đội mũ rơm mở rộng và Get Go ngày thôi nào. Đội 8, Bonney. Ứng cử viên sáng giá nhất hiện tại không ai khác ngoài nữ hải tặc siêu tân tinh đang có mặt ngay lúc này ở trên Exit. Hạm đội mũ rơm sau trương Dedrosa đã có 7 sư đoàn. Vậy thì nếu team này mở rộng ra, chắc chắn Bonney sẽ có một chỗ đứng vững chắc ở trong hàng ngũ tân đội trưởng rồi. Như đã thấy, chưa có captain nữ trong hạm đội, thế nên cái cô nàng xinh đẹp này sẽ được ưu ái rất nhiều để có thể về phục vụ dưới trướng của tứ hoàng Luffy. Bonney bắt đầu trở nên thân thiết với băng mũ rơm kể từ khi arc đảo trứng được khởi động. Họ đã cứu mạng nữ hải tặc khỏi cơn bão, nhờ vậy mà hai vị thuyền trưởng trở nên thân thiết. Cả hai đều là tín đồ của thịt nên rất dễ để có thể bắt chuyện với nhau. Mới câu đó thôi mà nhìn cứ như là quen biết từ đời nào rồi ấy. Một thằng trổ tre, một cô bé chỉ với hơn 10 tuổi, kết bạn đối với họ quá dễ dàng. Bonney được xây dựng là nhân vật trung tâm bên cạnh Vegapunk ở trường Exit. Nếu Luffy hạ được Thánh Saturn hoặc ít nhất giúp Bonney thoát khỏi Exit, cô sẵn sàng tiếp tục giữ mối quan hệ mập mờ với thuyền trưởng mũ rơm để có thể báo thù cho cha mình. Cô cũng không thể nào chịu được cảnh Kuma, người mà đang sống dở chết dở do tội ác mà chính phủ đã gây ra. Sở hữu trái ác quỷ thay đổi tuổi tác với mức truy nã là 144 triệu Belly khi mà mới đâu đó khoảng 10 tuổi ở Sabaody. Sức mạnh cô nàng quá phù hợp để giữ một ghế trong hạm đội rồi. Xiên ngũ lão tinh một nhát phọt cả chu bin. Đây hẳn là khoảnh khắc ấn tượng nhất khi mà chúng ta nói tới Bonney ở đảo trứng rồi. Đội 9, Boa Hancock. Đây rồi, vợ đẹp, vợ xinh, vợ vừa giàu lại vừa có quyền lực trong tay. Đấy, sở hữu tất cả nhưng đến bây giờ Hancock vẫn không thể nào chiếm hữu được Luffy dù chỉ một lần nhá. Nữ hoàng hải tặc gặp biến cố lớn, rơi vào thế gọng kìm vài tuần trước, vừa bị hải quân bao vây, vừa phải đối đầu với tứ hoàng Râu Đen và bọn thuộc hạ. Suýt nữa cô phải bỏ mạng nếu như mà không có vợ chồng chú Jay Lee ra tay giúp đỡ rồi. Hancock sau đó phải rong buồm ra khơi bởi vì Amazon Lily không còn an toàn nữa. Theo anh em, Boa sẽ đi về đâu? Có nơi nào phù hợp hơn là đi về phía mặt trời? Nơi nào có Luffy, Hancock nhất định sẽ tìm tới. Giữa họ có lời hứa tái ngộ vào một ngày không xa. Khả năng băng cư gia tiếp ứng cho băng mũ rơm hoàn toàn có thể xảy ra ở trong tương lai gần. Và khi đó Hancock sẽ trở thành sư đoàn trưởng tiếp theo của hạm đội mũ rơm. Trong khi Bonney nắm quyền kiểm soát Pacific Star, thì dưới trướng Hancock đó là băng cửu xà chuyên dùng Haki. Sư đoàn 8-9 của hạm đội đại diện cho nữ quyền, những cô nàng cực kỳ mạnh mẽ, từng là siêu tư tinh và thất vũ hải. AD rất muốn được nhìn thấy trình độ của nữ hoàng hải tặc trị giá 1 tỷ 659 triệu Belly, ít nhất là làm tí Haki báo vương, chứ bị tô xích mãi là sở hữu 3 loại Haki mà cũng không thấy dùng bá khí gì cả các bạn ạ. Tiếp theo, đội 10, Yamato. Thật đáng tiếc khi mà công chúa quỷ không phải là thành viên thứ 11 trên tàu Sunny. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng Yamato sẽ nhập hội chắc như đinh đóng cột cho đến khi mà Oda quay xe để cô nàng ở lại Wano Quốc để có thể giúp sức cho Momonosuke bảo vệ đảo quốc Samurai. Yamato mạnh như nào? Khỏi cần bàn rồi. Có khi còn là top 1 nữ hải tặc mạnh nhất thế giới hiện tại sau khi mà Big Mom phế truất đấy. Cô không gia nhập băng mũ rơm theo cách chính thức thì cũng có thể đi đường vòng, trở thành sư đoàn trưởng thứ 10 trong đại hạm đội mũ rơm chẳng hạn.
Họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi, khi mà ngọn cờ băng mũ rơm một lần nữa dương cao với danh nghĩa lật đổ chính phủ thế giới. Lúc đó Yamato cũng không ngần ngại mà tiếp ứng cho Luffy, đồng thời thực hiện ước mơ ra khơi từ bấy lâu nay. Yamato sẽ lãnh đạo tàn dư băng bách thú, những kẻ còn sót lại để có thể tăng cường quân số lẫn chất lượng cho đại hạm đội mũ rơm. Sự bổ sung này phải nói là quá uy tín rồi. Ai cũng biết rằng, nữ nhân sở hữu sức mạnh không hề kém cạnh bộ ba quái vật dưới trướng của Luffy. Và chưa kể quân bách thú toàn cái bọn máu điên thôi. Rất nhiều kẻ đã đồng ý phục vụ Otama sau khi mà ăn bánh thuần chủng Kibidango. Dưới sự dẫn dắt của Yamato, sư đoàn 10 không hề thua kém bất kỳ một tiểu đội nào. Quan trọng hơn hết, muốn thấy quái thú ba đầu ra khơi để có thể tiếp nối con đường mà thần tượng Oden đã từng đi. 11. Momonosuke. Bên cạnh Yamato, chúa công Momonosuke ở Wano Quốc thì cũng là một cái tên đáng được nhắc đến. Momo đã trở thành Shogun với sự ủng hộ tuyệt đối của người dân. Thanh niên 8 tuổi ở trong hình hài 28 mùa lá khoai vẫn còn trẻ con lắm các bạn ạ. Thế nên mới cần có kiểu hồng bao giúp đỡ để có thể quản lý đất nước đấy. Gần như là cũng không có ai ủng hộ Dâm Long gia nhập băng mũ rơm với tư cách là thủy thủ đoàn chính thức đâu, bởi vì vẫn còn thù dài lắm. Nhưng mà nếu giữ vai trò sư đoàn trưởng ở trong team số 11 thì cũng ok phết đấy các bạn ạ. Với lực lượng Samurai hùng hậu mà Momo nắm giữ, nhóc con sẽ khiến cho lực lượng hạm đội mũ rơm thêm phần dày hơn, khó đánh bại hơn so với chỉ toàn hải tặc máu liều nhiều hơn máu não. Và chưa kể bản thân Momonosuke hiện tại cũng rất mạnh sau sự kiện giải phóng Wano. Trái ác quỷ Doan nhân tạo tương tự Thanh Long Kaido, Momo sẽ càng trở nên mạnh hơn khi mà có thể kiểm soát được năng lực của mình. Tất nhiên còn đó nhóm xích sao kiểu nam nhân, tuy cũng không còn đủ mặt nhưng mà những Inuarashi này, Nekomamushi hay Denjiro, Kinemon vẫn là các samurai rất bá đạo. Họ đều mang ơn thuyền trưởng Luffy, cho nên nếu cần, tất cả đều sẵn sàng cống hiến những gì có thể. Đội 12, Vivi. Nàng công chúa Vivi của Vương quốc Alabasta luôn được xem là một thành viên không chính thức của băng mũ rơm. 2 năm trước cô đã từ chối lời mời của Luffy vì muốn ở lại phục hưng đất nước. Vivi không quá mạnh, nói thẳng ra chỉ là một cô gái bình thường biết chiến đấu thôi. Nhưng nội tâm mới là thứ đáng trân trọng nhất ở nàng công chúa này. Một cô gái sẵn sàng dấn thân vào tổ chức Barukai Quốc để có thể cứu lấy vương quốc. Ý chí sinh tồn của cô nàng thì cũng không có gì phải bàn cãi rồi. Vivi đang tiến thẳng đến Ekid để hội ngộ với Luffy và những người đồng đội năm xưa. Chaco, vua Cobra đã chết dưới tay của những kẻ đứng đầu chính phủ. Mối thù này không trả không được. Chỉ với mình cô như là trứng chọi đá thôi. Cần lắm băng mũ rơm giúp đỡ để có thể rửa mối hận thù. Ngược lại, Vivi sẽ là đại diện tiêu biểu dẫn dắt quân đội hoàng gia của các quốc gia ở khắp nơi trên thế giới đứng dậy để có thể chống lại sự bất công từ chính quyền. Alabasta, Derosa và đảo người cá, Vivi sẽ được đội trưởng team số 12 cùng với hai người bạn đó là Shirahoshi và Rebecca. Thời đại nữ giới lên ngôi rồi, thời của anh bốn Sanji tới rồi, cả làm sao được. Xác định là phải xịt máu mũi chấn thương sọ khỉ mất rồi các bạn ạ. Chúng ta cần phải đợi thêm ít lâu nữa thì con tàu bay của Morgan mới đến được Ekid. Thật trông chờ khoảnh khắc Vivi tái ngộ với băng mũ rơm sau khoảng thời gian là hơn 2 năm kể từ lần chia tay ở Vương quốc Cát. Chắc là sẽ thấm đượm nhiều nước mắt lắm này các bạn ạ. Số 13, Carrot. Thêm một mỹ nhân xinh đẹp nữa có khả năng sẽ là sự bổ sung vào hạm đội mũ rơm với chức danh đó là sư đoàn trưởng số 13. Carrot thì có thời gian gắn bó tương đối lâu với team Luffy từ Zou cho đến Totoland, sau đó thì Wano Quốc. Tính ra thì cô bé thỏi trắng ở trên tàu Sunny thì cũng lâu phết đấy các bạn ạ. Cùng với Yamato, Carrot nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ, nhưng mà Oda nói éo, không phải lăn tăn chọn một trong hai, bao Oda loại thẳng hết chẳng cho người đẹp nào lên tàu Sunny luôn, đúng là tàn nhẫn thật đấy. Carrot phải quay về công quốc Mokomo để quản lý tộc Min, cô chính thức trở thành nữ hoàng đảo Zou, vị vua cai trị Mokomo trẻ nhất ở trong lịch sử. Zou nằm trên lưng con voi nghìn tuổi Zunisha, cho nên khả năng rất cao nó sẽ hội ngộ với Joy Boy Luffy ở trận chiến cuối cùng. Lời hứa giữa hai người thì vẫn còn đó cơ mà. Zunisha muốn chiến đấu bên cạnh Joy Boy một lần nữa. Carrot thì đang là chiến binh tiêu biểu nhất cho tộc Min rồi. Với Electro thuần thục và dạng su long nguyệt sư ánh trăng, khả năng chiến đấu của bé thỏ xứng đáng với cái giá truy nã là vài trăm triệu Billy. Như vậy thì tổ đội 13 của hạm đội mũ rơm sẽ được dẫn dắt bởi Carrot.
Bên dưới cô là đội quân hùng hậu tộc Min, đặc biệt sẽ sở hữu thêm thú cưỡi bá đạo mang tên là chú voi con ở bản Đôn. Số 14 đó là Lo. Video này có vẻ âm thịnh dương suy củ hóa anh em nhờ. Thôi để anh Luật cứu vãn tình hình đi. Trong trường hợp Lo không bị biến thành gái nữa thì chắc chắn bác sĩ thử thần vẫn thuộc diện là bảnh dai nhất rồi. Anh Hổ nợ Chopper một lời cảm ơn. Không có bác sĩ băng mũ rơm thì Beppo đâu có hóa Su Long mà cứu thuyền trưởng ở trong gang tấc đâu. Tí nữa thì trái ác quỷ tối thượng OPOP lại rơi vào tay của tên lông đen rồi. Các vị kiếp tỷ lệ Lo sống sót thì cao nhiều hơn nhá. Vai trò của anh thì vẫn còn khi mà nắm trong tay quyền lực phẫu thuật bất tử. Nhiều người dự đoán rằng anh Hổ sẽ giúp Luffy chữa được căn bệnh yếu sinh lý vào cuối truyện. Hiện tại Luffy bắt đầu thấy rõ rệt hơn tác dụng phụ khi mà sử dụng năng lực Nika. Cậu hết mana và trông như là một ông già sắp đai tới nơi vậy. Điều đó thì đã thể hiện rằng đã đến lúc mà Law cần xuất hiện để có thể giúp Lù tái sinh một lần nữa như đã từng trong các trận chiến trước rồi. Tất nhiên thuyền trưởng băng trái tim đâu có hứng thú trở thành thuộc cấp thằng bù tèo Luffy đâu. Nhưng mà tình thế bắt buộc tạm thời ngồi vào ghế đội trưởng số 14 cũng không phải là ý kiến tồi nhá. Anh em sẽ nói không bao giờ Lo đồng ý, vậy thì thử hỏi trước time skip, có ai nghĩ rằng đô đốc Aokiji sẽ trở thành một phần trong băng tặc xấu đen hay không? Chỉ là cái danh thôi nhá, chứ Lo hay là Kuzan đều không chấp nhận nghe theo lời Tít hay Luffy đâu. Họ có ý chí riêng và nó vô tình trùng khớp với ý của các bé. Vậy thì đó là giả thuyết của mình về hạm đội mũ rơm sẽ mở rộng từ 7 đến 14 sư đoàn. Với lực lượng như này thì mới đủ sức trở thành cán cân với phe chính phủ được. Bổ sung nhân lực trên mọi khía cạnh từ chính trị xã hội đến khoa học công nghệ. Bố trẻ Luffy tái hiện hình ảnh Joy Boy ở thời kỳ vương quốc cổ đại. Anh em đánh giá hạm đội 14 sư đoàn mạnh đến mức nào, có đủ sức càn quét trong bộ máy hải quân hay là phá đảo Marujoy hay không? Hãy cùng để lại ý kiến bên dưới nha. Rồi và trên đây là video dự đoán 7 đội trưởng tiếp theo của đại hạm đội mũ rơm. Anh em muốn AD làm thêm về chủ đề gì nữa? Và sau đây, như thường lệ là ba bạn may mắn lên sóng cuối mỗi clip nha. Đầu tiên là bạn Cường, view đầu, like đầu, comment đầu luôn, sớm 1 triệu sub nha Captain. 1 triệu thì hơi lâu nhưng mà 650.000 sub theo anh em lại có thể đạt được trước Tết hay không? Ông nào chưa đăng ký thì nhanh đi bởi vì tôi sẽ chọn ngẫu nhiên ba bạn đăng ký mới để lên kênh vào ngày mai nhá. Rồi, tiếp theo là bạn Bà Còng 97 à? Giết rồi, không nghe, ngủ, không được. Ủa, gì vậy? Vậy là mê tôi hay là mê giọng của tôi đấy hả ông anh ơi? Tôi là tôi không chơi BD đâu nhé, nói trước nha. Cuối cùng là bạn Phương Vũ 562. Tôi là fan của Thiên Long Nhân nha. Alo, anh em băng xăm soi hả? Ở đây chúng ta có một tên nội gián cần phải xóa sổ ngay lập tức. Anh em muốn tôi ban ông ấy khỏi server không? Bình luận có bên dưới để tôi ban ngay vào luôn nha. Và đừng quên ấn like, share giúp tôi nha mấy ông ơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye.